cách Trần Tử Đan tạo ra kiều phong mạnh nhất lịch sử. Trần Tử Đan tuyên bố sẽ tạo ra kiều phong mạnh nhất lịch sử trong bản truyền thể mới nhất của Thiên Long Bát Bộ. Vì vậy, anh có một số điều chỉnh so với nguyên tác. Ngày 24 tháng 12, HK01 đưa tin Trần Tử Đan hé lộ cảnh hành động, võ thuật của nhân vật Kiều Phong trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện. Nam diễn viên cho biết có một cuộc cách mạng, thay đổi nguyên tác về tuyệt kỹ võ công và cách sử dụng vũ khí của đại anh hùng trong tiểu thuyết Kim Dung. Theo Trần Tử Đan, ngoài Hàng Long Thập Bát Trưởng hay Đả Cầu Bổng Pháp, nhân vật Kiều Phong trong phim của anh còn tinh thông 18 loại binh khí. Sau khi rời phái Cái Bang, Kiều Phong sẽ tung hoành võ lâm bằng cách sử dụng nhiều loại binh khí, chiêu thức khác nhau để chiến đấu với kẻ thù. Trong đó có việc dùng thanh kiếm mà A Tử lấy trộm từ người cha Đoàn Chính Thuần. Tài tử Diệp Vấn cho biết cảnh võ thuật, hành động là yếu tố quyết định thành bại của Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện. Vì vậy, anh đặt nhiều tâm huyết cho từng phân đoạn, lựa chọn diễn viên kỹ lưỡng để tạo ra Kiều Phong và dàn cao thủ mạnh nhất lịch sử. Ngoài ra, theo tiết lộ của nam diễn viên Hồng Kông, Từ Tiểu Minh sẽ đảm nhận vai Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí. Đoàn phim thiết kế binh khí đặc biệt với hình dáng sẻng lưỡi liềm cho nhân vật này. Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện sẽ công chiếu ngày 19 tháng 1 năm 2023. Trong trailer được tung ra vào giữa tháng 12, cảnh võ thuật hoành tráng, mạnh mẽ của Trần Tử Đan như chống lại hàng trăm kẻ thù, sử dụng kiếm điệu nghệ. Soạc chân trên không nhận nhiều lời khen từ công chúng. Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện lấy bối cảnh thời Bắc Tống. Kiều Phong, bang chủ Cái Bang, nổi tiếng hào hiệp, anh hùng, bị buộc tội là người khiết đan. Anh bị võ lâm quay lưng. Trên con đường chạy trốn và tìm kiếm kẻ hãm hại mình, Kiều Phong gặp gỡ và thành đôi với A Châu. Họ cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Nhãn Môn Quan, Thiếu Lâm Tự hay Tụ Hiền Trang. Sau khi trùng kế của Mã Phu Nhân Khang Mẫn và giết nhầm A Châu, Kiều Phong mới nhận ra mọi bi kịch nhắm đến anh là âm mưu của Mộ Dung Phục, Ngô Việt nhằm khôi phục lại Yến Quốc. Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong đã quyết chiến với Mộ Dung Phục để trả thù cho A Châu.